những cuộc trò chuyện bởi đấng Christ của thời kỳ sau rốt. Những lời về cách giải quyết tâm tính bại hoại. Trích đoạn. Bất kể là thực hiện bổn phận hay học hỏi kiến thức chuyên môn, thì cũng đều phải cần mẫn và xử lý mọi việc theo nguyên tắc. Đừng làm qua loa đại khái hay lấy lệ. Học kiến thức chuyên môn là để làm tròn bổn phận, phải gắng sức trong việc này, và đây là điều mọi người nên hợp tác. Nếu một người không sẵn lòng làm tròn bổn phận của mình, luôn tìm lý do hay kiếm cớ để không học hỏi kiến thức chuyên môn, thì chứng tỏ về căn bản, người đó không thật lòng dành trọn bản thân cho Đức Chúa Trời, không muốn làm tròn bổn phận để báo đáp tình yêu của Ngài. Đây chẳng phải là người không có lương tâm và lý trí hay sao? Người có nhân phẩm như vậy chẳng phải rất phiền toái, rất khó đối phó hay sao? Tuy đang học nghiệp vụ, nhưng vẫn phải tìm kiếm lẽ thật, làm việc dựa trên nguyên tắc của lẽ thật, không được vượt ngoài phạm vi này hay hành động hồ đồ như người ngoại đạo. Người ngoại đạo có thái độ ra sao đối với công việc? Nhiều người chỉ sống cho qua ngày đoạn tháng, lãng phí thì giờ, làm qua loa cho xong một ngày để kiếm lương công nhật. Nếu có thể làm qua quýt thì làm qua quýt, không chú trọng hiệu quả cũng chẳng màng làm việc theo lương tâm, không có thái độ nghiêm túc và trách nhiệm. Họ không nói: việc này đã giao cho mình rồi, mình phải chịu trách nhiệm đến cùng, phải làm tốt và gánh vác trách nhiệm này. Họ không có lương tâm như vậy. Ngoài ra, người ngoại đạo có một dạng tâm tính bại hoại. Khi dạy cho người khác chút kiến thức chuyên môn hay một kỹ năng, họ nghĩ: đồ đệ hiểu hết, sư phụ chết đói. Nếu mình dạy hết mọi điều mình biết cho người khác thì sẽ chẳng còn ai nể phục hay ngưỡng mộ mình nữa, và mình sẽ mất vị thế của một người thầy. Vậy thì không được, mình không thể dạy họ mọi điều mình biết, mình phải giữ lại điều gì đó. Mình sẽ chỉ dạy họ 80% điều mình biết và giữ phần còn lại để phòng hờ. Đây là cách duy nhất để chứng tỏ kỹ năng của mình trội hơn những người khác. Đây là loại tâm tính gì? Đó là sự giả dối. Khi dạy cho người khác, hỗ trợ họ hoặc chia sẻ với họ điều ngươi học được, người nên có thái độ gì? Nên làm hết sức, không giữ cho riêng mình. Làm thế nào để không giữ cho riêng mình? Giả sử ngươi nói: học được những gì tôi đều chẳng giữ cho riêng mình, nói hết với mọi người cũng chẳng sao. Dù gì tố chất của tôi cũng hơn các bạn, tôi vẫn có thể lĩnh ngộ những điều cao siêu hơn. Thì như thế vẫn là giữ lại cho riêng mình và có phần tâm cơ. Hoặc ngươi nói: tôi dạy cho các bạn tất cả những điều cơ bản tôi đã học được, thế cũng chẳng sao, tôi vẫn có thứ cao siêu hơn nữa. Các bạn học những điều này thì cũng chẳng bằng được tôi. Như vậy vẫn là giữ cho riêng mình. Người quá ích kỷ sẽ không được Đức Chúa Trời ban phước. Con người nên học cách quan tâm đến ý muốn của Ngài. Người phải đem những điều quan trọng nhất, những tinh túy mà mình nắm vững đóng góp vào nhà Đức Chúa Trời, để những người được Đức Chúa Trời chọn đều được học hỏi và nắm vững chúng. Có như vậy, ngươi mới được Đức Chúa Trời ban phước, và Ngài sẽ còn ban cho ngươi nhiều hơn nữa. Như thế gọi là ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Hãy dâng hiến mọi tài năng và ân tứ của mình lên Đức Chúa Trời, phát huy chúng khi thực hiện bổn phận để mọi người đều được hưởng lợi và gặt hái kết quả khi thực hiện bổn phận của họ. Việc ngươi đóng góp toàn bộ những ân tứ và tài năng này sẽ có lợi cho tất cả những người thực hiện bổn phận ấy và có lợi cho công tác của Hội Thánh. Đừng chỉ đem một vài điều đơn giản nói với mọi người
và như thế đã cảm thấy mình làm như vậy là ổn, là không giữ lại gì cho riêng mình. Làm thế là không được. Người chỉ dạy một vài lý thuyết hay những điều mà mọi người có thể hiểu theo nghĩa đen, nhưng tinh túy và những điểm cốt lõi thì vượt quá tầm hiểu biết của một người mới. Người chỉ đưa ra tổng quan mà không giải thích hay đi vào chi tiết, trong khi đó vẫn tự nghĩ. Dù sao thì tôi cũng đã nói với anh rồi, và tôi không cố ý giữ lại điều gì cả. Nếu anh không hiểu thì đó là vì tố chất anh quá kém, nên đừng trách tôi. Giờ chúng ta phải chờ xem Đức Chúa Trời dẫn dắt anh thế nào. Suy tính như vậy ẩn chứa sự giả dối, không phải sao? Đó chẳng phải là ích kỷ và hèn hạ sao? Tại sao ngươi không thể dạy mọi người mọi thứ trong lòng mình và mọi điều ngươi hiểu? Thay vào đó, tại sao ngươi lại giấu kiến thức? Đây là vấn đề trong những ý đồ và tâm tính của ngươi. Hầu hết mọi người khi lần đầu tiên được giới thiệu với một số khía cạnh kiến thức chuyên môn cụ thể, họ chỉ có thể hiểu được theo nghĩa đen, cần phải có thời gian tìm tòi trước khi có thể nắm bắt được những điểm chính và tinh túy của nó. Nếu người đã nắm vững những điểm chính và bản chất này, người nên nói thẳng với mọi người, đừng bắt họ phải đi lối vòng vèo như vậy và mất quá nhiều thời gian để mò mẫm. Đây là trách nhiệm của ngươi. Đây là điều ngươi nên làm. Hãy nói với họ những điều ngươi cho là mấu chốt và tinh túy. Như thế mới là không giữ lại cho riêng mình và không ích kỷ. Khi dạy kỹ năng cho người khác, trao đổi với người khác về nghiệp vụ hoặc thông công về lối vào sự sống, nếu như không giải quyết được mặt ích kỷ đáng hổ thẹn này trong tâm tính bại hoại của mình, thì ngươi chẳng thể làm tròn bổn phận. Như vậy các ngươi đâu phải là người có nhân tính hay lương tâm, lý trí, đâu phải là người thực hành lẽ thật. Ngươi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tâm tính bại hoại của mình cho đến khi không còn những động cơ ích kỷ nữa, chỉ quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Bằng cách như vậy, ngươi sẽ có được thực tế lẽ thật. Nếu người ta không mưu cầu lẽ thật mà sống theo tâm tính Satan như những người ngoại đạo thì thật mệt mỏi. Giữa những người ngoại đạo có đầy rẫy sự cạnh tranh. Nắm vững tinh túy của một kỹ năng hay một chuyên môn không phải là vấn đề đơn giản. Và một khi có ai khác tìm ra và tự mình nắm vững nó thì sinh kế của ngươi sẽ gặp rủi ro. Để bảo vệ sinh kế đó, người ta buộc phải hành xử theo lối này. Họ phải cẩn trọng mọi lúc. Điều mà họ nắm vững là điều đáng giá nhất của họ. Đó là sinh kế của họ, vốn liếng của họ, huyết mạch của họ, và họ không thể nói cho người khác. Nhưng ngươi tin vào Đức Chúa Trời. Nếu ngươi nghĩ theo cách này và hành xử theo cách này trong nhà Đức Chúa Trời, thì ngươi chẳng khác gì một người ngoại đạo. Nếu ngươi hoàn toàn không chấp nhận chút lẽ thật nào mà vẫn tiếp tục sống theo triết lý của Satan, thì ngươi không phải là người thực sự tin vào Đức Chúa Trời. Luôn luôn mang những động cơ ích kỷ và nhỏ nhen khi thực hiện bổn phận, thì ngươi sẽ chẳng được Đức Chúa Trời ban phước. Sau khi tin vào Đức Chúa Trời, ăn uống lời của Đức Chúa Trời, cũng như chấp nhận những phán xét và hình phạt của lời Ngài, người có phản tỉnh và nhận thức được tâm tính bại hoại của chính mình hay không? Nguyên tắc nói năng và hành động của ngươi, quan điểm nhìn nhận sự việc, nguyên tắc và mục tiêu ứng xử của ngươi có thay đổi hay không? Nếu ngươi vẫn giống như người ngoại đạo, thì Đức Chúa Trời sẽ không công nhận ngươi là người tin vào Ngài. Ngài sẽ nói ngươi vẫn là một người ngoại đạo, vẫn đi trên con đường của người ngoại đạo. Do đó, bất luận trong ứng xử của mình hay khi thực hiện bổn phận, người đều phải căn cứ vào lời của Đức Chúa Trời, thực hành dựa trên nguyên tắc của lẽ thật, sử dụng lẽ thật để giải quyết vấn đề,
giải quyết tâm tính bại hoại mà ngươi biểu lộ ra, giải quyết những suy nghĩ, tư tưởng, quan điểm sai trái và cách hành động sai lầm của bản thân. Một mặt, người phải phát hiện ra vấn đề bằng cách tự phản tỉnh và xem lại mình. Mặt khác, người cũng phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề. Nếu phát hiện ra tâm tính bại hoại thì phải kịp thời xử lý, phải chống lại xác thịt và từ bỏ ý riêng. Một khi đã giải quyết được tâm tính bại hoại của bản thân, người sẽ không còn hành động dựa trên tâm tính bại hoại này nữa. Người sẽ buông bỏ được những tính toán và tư lợi, có thể thực hành theo các nguyên tắc lẽ thật. Đó mới là thực tế lẽ thật mà người thật sự theo Đức Chúa Trời phải sở hữu. Nếu biết phản tỉnh, hiểu rõ chính mình, tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề theo cách này, thì người mới là người mưu cầu lẽ thật. Việc tin vào Đức Chúa Trời cần tới sự hợp tác ấy. Có thể thực hành theo cách này chính là được phước lớn nhất từ Đức Chúa Trời. Tại sao ta lại nói như vậy? Bởi ngươi đang hành động vì công tác của Hội Thánh, vì lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và vì lợi ích của các anh chị em. Đồng thời, ngươi cũng đang thực hành lẽ thật. Đây chính là điều được Đức Chúa Trời chấp thuận, là những việc lành. Thực hành lẽ thật theo cách này chính là đang làm chứng cho Đức Chúa Trời. Trái lại, nếu người không làm như vậy mà vẫn giống như người ngoại đạo, tuân theo nguyên tắc hành xử và cách sống của người ngoại đạo, thì liệu đó có phải là làm chứng hay không? Hậu quả của nó là gì? Như thế chính là làm ô danh Đức Chúa Trời. Tại sao lại nói như thế là làm ô danh Đức Chúa Trời? Bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn chúng con, đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật, đích thân dẫn dắt, chu cấp và chăm tưới chúng con. Vậy mà chúng con không tiếp nhận lẽ thật hay thực hành lẽ thật, vẫn sống dựa trên những thứ của Satan và chẳng làm chứng trước Satan. Như thế chính là làm ô danh Đức Chúa Trời. Một người tin Đức Chúa Trời từng được nghe Ngài thông công về bao lẽ thật và con đường thực hành, nhưng khi hành sự lại tuân theo triết lý sự thế của người ngoại đạo, đặc biệt là thói xảo trá, chăm chăm để ý đến tư lợi, thì như thế họ còn xấu xa, tồi tệ hơn cả những người ngoại đạo nữa. Có lẽ các ngươi đều hiểu chút ít về chuyện này. Con người ăn uống lời của Đức Chúa Trời, tận hưởng mọi thứ Đức Chúa Trời ban cho, vậy mà vẫn đi theo Satan. Bất luận chuyện gì đã xảy ra với họ hay hoàn cảnh của họ tồi tệ thế nào đi nữa, con người vẫn không thể lắng nghe lời và vâng phục Đức Chúa Trời, cũng không tìm kiếm lẽ thật, không thể đứng vững trong lời chứng của mình. Đây chẳng phải là phản bội Đức Chúa Trời hay sao? Đây chính là phản bội Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời cần ngươi, thì ngươi không lắng nghe tiếng gọi hay lời của Ngài, mà lại theo các trào lưu thế tục, nghe lời Satan, đi theo Satan, thực hành theo những logic, nguyên tắc và cách đối nhân xử thế của Satan. Đây chính là phản bội Đức Chúa Trời. Phản bội Đức Chúa Trời chẳng phải là báng bổ và làm ô danh Đức Chúa Trời hay sao? Hãy xem, khi Adam và Eva ở vườn địa đàng, Đức Chúa Trời đã phán: "Về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết." Những lời này là do ai nói? Là lời Đức Chúa Trời. Đây có phải là những lời nói thông thường không? Đó là gì? Là lẽ thật, là điều mà con người nên tuân thủ và là con đường mà con người nên thực hành. Đức Chúa Trời đã dặn con người nên làm gì với cây biết điều thiện và điều ác. Nguyên tắc thực hành là không ăn. Sau đó đã cho con người biết hậu quả, rằng ngày ăn vào chắc chắn sẽ chết. Con người đã được dặn về nguyên tắc thực hành và lợi hại ra sao rồi?
nghe xong họ có hiểu không? Con người thực sự có hiểu lời Đức Chúa Trời, nhưng sau đó lại nghe con rắn nói. Đức Chúa Trời phán rằng chắc chắn ngươi sẽ chết vào ngày ngươi ăn nó. Nhưng thực ra ngươi chưa chắc phải chết, có thể thử xem sao. Sau khi Satan nói những lời này, con người nghe lời nó và ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Đây là hành vi phản bội Đức Chúa Trời. Con người không chọn cách vâng lời hay thực hành theo lời của Đức Chúa Trời, không làm theo lời răn dạy của Đức Chúa Trời mà lại tin và tiếp nhận lời của Satan và hành động theo chúng. Kết quả ra sao? Hành vi này của con người và cách thực hiện nó mang tính chất là sự phản bội đối với Đức Chúa Trời, làm ô danh Đức Chúa Trời. Kết quả là họ đã bị Satan làm cho bại hoại và sa ngã. Con người ngày nay cũng giống như Adam và Eva thời đó. Họ nghe thấy lời của Đức Chúa Trời nhưng không thực hành. Dù đã hiểu lẽ thật cũng không chịu thực hành. Về bản chất cũng giống như Adam và Eva, không vâng theo lời và sự răn dạy của Đức Chúa Trời, đều phản bội và làm ô danh Ngài. Khi con người phản bội và làm ô danh Đức Chúa Trời, kết quả là họ tiếp tục bị Satan làm cho bại hoại, tiếp tục bị Satan kiểm soát và bị tâm tính Satan khống chế. Thế nên không bao giờ thoát khỏi sự ảnh hưởng của Satan, không thể thoát khỏi sự cám dỗ, thử thách, công kích, thao túng và cắn xé của Satan. Nếu người không bao giờ thoát khỏi những điều này, người sẽ sống vô cùng đau khổ, phiền não, chẳng được yên vui và cảm thấy mọi thứ đều trống rỗng, thậm chí có thể muốn chết để chấm dứt tất cả. Đây là hoàn cảnh đáng thương khi phải sống dưới quyền thế của Satan.